dữ vậy trời. Rồi ngẩng kiểu đúng gớm luôn á. Nó cứ bị nhiễu nhiễu. Rồi xong nó lắc qua lắc lại. Cái đà này á, chắc phải mua một cái máy ảnh quá. Bạn muốn mua máy ảnh, bạn muốn có cho mình một cái máy ảnh giống như các YouTuber xịn sò, nhưng chỉ phải 10 triệu. Mày bị điên à? Không hề điên. Không tin á thì xem hết video nè. Ok, để các bạn không phải tốn quá nhiều thời gian tìm hiểu những cái tiêu chí ở trên mạng á, thì đây là những thứ mà cái camera đầu tiên của bạn nhất định phải có. Thứ nhất, đó chính là nó phải có một cái màn hình lệch được giống như vậy nè, để các bạn có thể dễ dàng căn góc và xem coi á, là cái góc máy của mình nó đã đẹp hay chưa. Khi mà bạn nhìn thấy được giống vậy thì bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy đâu là cái góc nào phù hợp. Và tuyệt vời hơn nữa, đó là một cái màn hình có thể cảm ứng được. Ví dụ như trong trường hợp này, mình muốn lấy focus cho cái cây ở phía sau mình thì mình chỉ cần ấn một nút giống như vậy thôi thì nó sẽ lấy cái cây phía sau mình. Sau đó mình muốn lấy focus vô cái khuôn mặt của mình thì mình chỉ ấn một nút giống vậy thôi là được. Khi mà có cái màn hình giống vậy á thì nó sẽ dễ dàng cho việc bạn căn góc cũng như là lấy nét một cách dễ dàng hơn. Và đây là cái yếu tố cực kỳ quan trọng nếu như bạn muốn quay video một mình. Cái yếu tố thứ hai đó chính là cái camera này phải có một cái rác cắm cho cái mic thu âm của bạn để bạn có thể cải thiện âm thanh sau này. Vì âm thanh tốt sẽ khiến cho video của bạn nó hay hơn rất là nhiều. Cái yếu tố thứ ba cần có đó chính là cái máy này nó phải có một cái hệ thống autofocus lấy nét tự động ok một chút. Và ít nhất nó có thể quay được với định dạng 60 frames per second trong Full HD để bạn có thể làm những cái hiệu ứng kiểu như là slow motion. Yếu tố thứ tư đó chính là nó phải nhỏ gọn để bạn có thể đem đi một cách dễ dàng mọi lúc mọi nơi. Tại vì năm 2021 rồi, bạn đâu muốn cầm theo một cái máy nó quá nặng quá bự để làm gì nữa. Càng nhỏ càng tốt và càng tiện càng tốt, đúng không? Cái yếu tố cuối cùng đó chính là nguyên một bộ máy, cả thân máy lẫn lens kit á, nó phải có giá tầm dưới 10 triệu để bạn có thể có tiền để mua những cái phụ kiện khác nữa, chứ không phải là bạn mua một cái máy là xong. Vậy đâu là những chiếc máy mà nó có thể thỏa mãn được hết năm cái yêu cầu vừa rồi? Bắt đầu thôi. Chiếc máy ảnh đầu tiên nằm trong danh sách này đó chính là một máy ảnh đến từ hãng Fujifilm. Fuji XA7, đây là dòng máy ảnh dành cho người khởi đầu mới được ra mắt gần đây một vài năm của Fujifilm, với một cái cảm biến là 24 megapixel. Nó có thể quay 4K lên tới 30 frames per second và quay Full HD tới 60 frames per second. Cái điểm đặc biệt của con Fuji XA7 này đó chính là nó có một cái màn hình lật bự tới 3.5 inch. Nó là một cái màn hình rất là to luôn, xoay là thoải mái, tha hồ mà cảm ứng luôn. Nó bằng cái size của một cái iPhone 5S, một cái smartphone. Bởi vậy đó là lý do tại sao nhiều người gọi nó là một cái smart camera. Tất cả mọi thứ đều được thao tác một cách rất ư là dễ dàng trên cái màn hình này luôn. Nhắc tới chất lượng hình ảnh và màu sắc thì chắc là Fuji đứng đầu luôn rồi. Đó là lý do tại sao trong cái máy XA7 này Fuji cho bạn thêm 11 cái giả lập màu để bạn có thể thoải mái lựa chọn và tùy chỉnh cái style nào mà bạn muốn, giống như những cái máy phim cũ hồi đó. Nó có một cái hệ thống autofocus khá là ổn, cộng thêm một cái màn hình cảm ứng rất là to, khiến cho cái việc quay phim trên cái con XA7 này cực kỳ dễ dàng luôn. Chất lượng hình ảnh trong vành Full HD của nó thì mình nghĩ là tạm ổn và chấp nhận được. Nhưng mà khi mà bạn lên 4K á, thì chất lượng hình ảnh nó khác hoàn toàn luôn. Nó rõ nét, nó đẹp đẽ hơn rất là nhiều. Nói chung là khá là đẹp. Cân nặng của cái máy cộng thêm cái lens, nó chỉ nặng tầm 445g, có nghĩa là chưa tới nửa ký. Và nó rất là nhỏ nên bạn có thể dễ dàng đem nó đi khắp mọi nơi. Cái thiết kế và màu sắc của nó cũng khá là đẹp và hoài cổ, nên nói chung là đó là một cái phụ kiện rất ư là đẹp. Khi mà bạn sử dụng con XA7 này thì bạn chỉ cần sử dụng những cái chế độ tự động của nó thôi cũng đã cho ra những cái tấm hình với màu sắc cực kỳ đẹp, với màu da cực kỳ ổn. Nói chung là nó khá là đơn giản cho người mới bắt đầu. Và đó cũng chính là chiếc máy đầu tiên trong cái danh sách này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ coi tới cái máy thứ hai, đó chính là Panasonic G7. Đây là chiếc máy Micro Four Thirds với độ phân giải là 16 megapixel. Thì cái cảm biến Micro Four Thirds thì nó sẽ nhỏ hơn một tí so với cái cảm biến của XA7, nhưng nó vẫn có khả năng cho chúng ta quay được 4K.
nhưng nó vẫn có khả năng cho chúng ta quay được 4K 30 frames per second và Full HD 60 frames per second, nên đừng có lo về chuyện cảm biến to hay nhỏ. Không những vậy, con máy này còn có khả năng chụp liên tục 8 frames per second nên cũng khá là nhanh. Màn hình của nó cũng là một dạng màn hình lệch ra được, cũng có thể xoay qua quay lại và cảm ứng được giống như con G7. Có điều nó sẽ nhỏ hơn một tí, là cái kích thước nó chỉ có là 3 inch mà thôi. Và nó cũng là màn hình cảm ứng có khả năng chạm để lấy nét và tracking khuôn mặt. Cái điểm khác biệt hoàn toàn của con G7 này đó chính là nó có một cái ống ngắm điện tử hay là Electronic Viewfinder. Nó sẽ giúp cho bạn dễ dàng nhìn thấy hình ảnh và coi hình ảnh của bạn ở ngoài điều kiện trời sáng nhiều hơn. Có nghĩa là nó sẽ giúp cho bạn dễ dàng hơn trong việc chụp hình. Khi mà bạn nhìn vô cái thiết kế của con G7 này thì bạn sẽ nhìn thấy là nó khá giống như những cái máy ảnh cơ bình thường, vì nó có rất là nhiều nút và rất là nhiều vòng xoay để bạn có thể dễ dàng tinh chỉnh và tùy chọn theo ý của bạn lúc mà bạn quay và bạn chụp. Đó cũng là lý do tại sao rất nhiều người sử dụng con G7 này để chụp hình lẫn quay phim. Và điều đặc biệt ở đây đó chính là cái chất lượng hình ảnh của con G7 này từ 1080 tới 4K đều nhìn rất là đẹp và nhìn chất lượng cực kỳ cao. Thậm chí nhiều người còn sử dụng con G7 này để quay những cái commercial hay là quay những cái TVC. Và cái chất lượng hình ảnh cho ra từ con G7 này nó không khác gì những cái máy xịn luôn. Bởi vậy, nếu như mà so sánh giữa chất lượng hình ảnh và chất lượng video giữa con G7 và con XA7 á, thì con G7 này hơn hẳn. Đi cùng với con máy này là một cái lens kit với chất lượng hình ảnh khá là ổn. Thậm chí khi mà mình nhìn vô những cái bài test á, thì mình cảm thấy là cái chất lượng hình ảnh của con G7 này trong điều kiện thiếu sáng nó còn tốt hơn những con máy khác trong tầm giá này luôn. Hệ thống autofocus hoặc là lấy nét tự động trên con máy này á, là dựa trên sự tương phản, nên lúc mà bạn quay video thì bạn cần phải làm sao cho cái chủ thể và cái background của bạn nó khác nhau và có độ tương phản một tí thì sẽ dễ lấy nét hơn. Còn lại thì mình thấy cũng tạm ổn chứ không gọi là xuất sắc. Khi mà nói về các loại lens dành cho Micro Four Thirds hay là hãng Panasonic nói chung á, thì mình cảm thấy á, là tất cả các con lens này đều khá là nhỏ gọn, kết hợp với cái body G7 cũng khá là nhỏ, nên bạn có thể dễ dàng đem cái máy này đi khắp mọi nơi để quay và chụp tùy ý bạn muốn. Nên nói chung nó là một cái lựa chọn rất là ổn. Cuối cùng đó là chiếc máy đại diện cho hãng Canon. Và nhắc tới Canon thì chắc chắn mình nghĩ là mọi người cũng biết sơ sơ về chiếc máy này rồi. Cái máy đó không gì khác, đó chính là Canon M50, Canon US M50, Canon M50, Canon MS150, Canon M50, Canon M50. M50 còn đáng mua hay không? Nếu như các bạn lên mạng thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều người ca tụng về con M50 này. Và mình hồi đó cũng đã từng recommend máy này cho rất là nhiều người bạn của mình. Nhưng đối với mình hiện giờ nha, thì con M50 này nó nhược ích. Tại vì lúc đó mình chưa biết được tới chiếc máy cực kỳ tuyệt vời này, đó chính là M6. M6 là một con máy crop với cảm biến là 24 megapixel, và nó có thể giúp chúng ta quay được Full HD 60 frames per second. Đi cùng với nó là một cái công nghệ cực kỳ hiện đại của Canon, đó chính là Dual Pixel Autofocus. Đây là hệ thống lấy nét cực kỳ uy tín và đảm bảo an toàn nhất trong tất cả các hệ máy ảnh hiện nay luôn. Nếu như bạn để ý thì đây là chiếc máy duy nhất trong 3 con máy mà không hề có 4K trong đó. Cái kích thước của con M6 này thì nó sẽ nhỏ hơn M50 một tí. Và một điểm khác biệt nữa đó chính là con máy này sử dụng cái màn hình là màn hình lật lên và lật xuống, chứ không phải là màn hình lật ra ngoài giống như hai con máy trước đó nữa. Cái màn hình này cũng có kích thước là 3 inch và nó cũng có khả năng chạm để lấy nét và điều chỉnh thông số ở trên màn hình trực tiếp luôn. Ủa vậy thì con M6 này nó khác gì với con M50? Tất cả chức năng của con M6 này đều giống hệt như con M50, trừ một thứ duy nhất thôi, đó chính là nó không có 4K. Nhưng theo mình nhận thấy thì cái 4K của con M50 là éo dùng được. Tại vì sao? Tại vì khi mà bạn sử dụng 4K trên con M50 thì nó mất đi cái Dual Pixel Autofocus và nó sẽ bị crop vô rất là nhiều. Nên đa phần là khi mà người ta xài con M50, người ta cũng chả bao giờ xài cái 4K hết. Và đặc biệt là khi mà bạn quay 4K, nó sẽ đòi hỏi là cái máy tính của bạn nó phải mạnh hơn, cái thẻ nhớ của bạn nó phải bự hơn nữa. Nên mình không nghĩ là quay 4K nó khá là hợp lý. Nói chung là người ta có câu là đừng mãi chạy theo con số mà hãy chạy theo đam mê của bản thân. Wow. Nhiều khi bạn làm video bạn không cần phải chất lượng quá cao, mà chỉ cần bạn làm ra được cái video nó hay, nó ý nghĩa là được rồi. Ok, không nói sao nữa, quay lại cái máy nè. Tuy là nó sẽ không có 4K, bù lại cái mà bạn nhận được là một hệ thống video nhìn vào một cái là cảm thấy khá là ưng mắt, và một hệ thống autofocus rất ư là ổn định và an toàn, đảm bảo là nó sẽ không bao giờ mất đi khuôn mặt của bạn luôn. Nếu tính cả máy và lẫn lens kit luôn thì nó sẽ tổng cộng nặng 520g. Nói chung là vẫn quá là nhẹ và thiết kế cũng rất ư là đẹp cho mọi người luôn. Hình ảnh cho ra được từ con máy này dù bạn đang sử dụng chế độ tự động đi nữa thì cũng khá là ok, và thậm chí là cực kỳ nhẹ và dễ dàng để mà edit. Bởi vậy khi mà bạn mua con M6 chứ không phải mua con M50 thì bạn sẽ dễ dàng tiết kiệm được từ 3 cho tới 4 triệu. Cái số tiền đó bạn có thể mua được những cái phụ kiện khác hay hơn rất nhiều, giống như là đèn hoặc là mic ghi âm, để cho video của bạn nó chất lượng nó tăng lên rất nhiều. Giờ mình mới nhận ra một điều nữa, đó chính là con M50 nó chỉ có một cái vòng xoay duy nhất để thay đổi thông số thôi, nhưng mà con M6 nó có tới 3 cái vòng xoay lận. Có nghĩa là bạn có thể tha hồ thay đổi thông số và dễ dàng chỉnh sửa lúc bạn quay và chụp. Nên không có lý do gì mà phải chọn M50 hết á. Ủa, nhưng mà Phương ơi,
Tao thấy rõ ràng là tất cả những con máy này ở trên mạng á, nó đều trên 10 triệu hết mà. Tại sao mà giờ nói là dưới 10 triệu? Ừ, đúng rồi đó. Đó là lý do tại sao mà bạn cần phải mua những con máy này. Với giá cũ thì nó sẽ đảm bảo là dưới 10 triệu. Cái lý do thứ hai đó chính là không có lý do gì mà bạn phải bỏ một cục tiền để mua một cái máy ảnh mới hết cả. Tại vì trừ khi á, là bạn là mở công ty thì bạn mới cần mua một chiếc máy mới để rồi lấy chiết khấu từ nó mà thôi. Cái lý do thứ ba đó chính là thật sự máy ảnh nó bền lắm mọi người. Trước giờ mình cũng toàn xài máy cũ thôi. Cái pin mai á, là hồi đó mình còn thậm chí không phải là người đi test máy nữa, mình nhờ bạn mình đi coi dùng. Và thậm chí máy vẫn xài rất ư là bình thường từ trước tới giờ, không gặp một vấn đề nào hết. Nói chung là tôi tin người quá mà. Và cả ba con máy này sau một hồi tìm kiếm thì mình đều cảm thấy á, đó chính là nó cực kỳ dễ dàng tìm được những máy cũ với giá tầm dưới 10 triệu ở trên mạng. Nên các bạn không cần phải sợ cái vụ thiếu hàng nữa ha. Khoan đi đã, có một câu hỏi cực kỳ quan trọng mà bạn phải nghe trước khi bạn đi. Đó chính là vậy đâu là chiếc máy phù hợp dành cho bạn? Nếu như bạn là người thích chụp hình và quan tâm tới chất lượng hình ảnh rất nhiều thì con G7 là một cái lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn. Tại vì nó có ống ngắm điện tử, nó có rất nhiều những cái chức năng hay là phím tắt để bạn có thể thoải mái tùy chọn và điều chỉnh cho cái video hay là cái hình ảnh của bạn. Với cái chất lượng video từ 1080 tới 4K của nó đều vượt trội so với những chiếc máy khác. Và vì chất lượng hình ảnh của nó tốt hơn, đồng nghĩa là cái file nó cũng nặng hơn. Đúng cái bịch lại đó chính là nếu như bạn muốn trở thành một filmmaker thì bạn hãy lựa chọn con G7 này. Tại vì tuy là cái chức năng autofocus của nó không tốt, nhưng mà trong chuyện làm phim thì đa phần mọi người sẽ thường xuyên sử dụng cái manual focus nhiều hơn, nên đó không phải là một cái vấn đề gì hết. Còn nếu như bạn là người thích những cái màu sắc đẹp đẽ hay là những cái tính năng tùm lum tà la thì chiếc máy XA7 là chiếc máy phù hợp nhất cho bạn. Nói chung, đây là chiếc máy dành cho những bạn thích thử, thích nghịch tất cả những chức năng và cũng có một chiếc máy tính cũng khá là mạnh sẵn rồi. Đồng thời bạn cũng không quan tâm quá nhiều tới cái việc tinh chỉnh hay là tùy chỉnh, mà bạn chỉ muốn mở ra, đập hộp cái là lấy ra xài luôn mà thôi. Thì đó là con XA7 dành cho những người giống như vậy. Vậy còn con M6 nó dành cho những ai? Nếu như bạn là người thích ở nhà quay những dạng video giống như là mukbang hay là review video và không có phải ra đường quá nhiều thì đây là một cái lựa chọn khá là phù hợp. Nói chung con M6 này là một cái điểm giao thoa phù hợp dành cho những người mà không thường xuyên đi chơi quá nhiều nhưng vẫn muốn làm ra những cái video review một cách chuyên nghiệp. Thì mình thấy là Vinh Vật Vờ cũng có sử dụng cái con máy M6 này để quay những cái sự kiện nho nhỏ, cũng thêm là quay những cái review video trên cái kênh của Vinh Vật Vờ. Đây là cái lựa chọn khá là ổn dành cho những bạn thường hay quay video ở nhà. Lý do tại sao lại như vậy? Tại vì hiện giờ các lens của hệ thống ngàm mờ của Canon vẫn chưa có nhiều, nên để mà sử dụng những cái lens khác của Canon thì bạn sẽ cần mua một cái ngàm chuyển và gắn những cái lens bự của Canon vô. Từ đó nó sẽ dẫn tới cái việc là cái máy của bạn nó sẽ bự lên một chút. Và vì bạn là người sẽ thường xuyên làm những cái video ở nhà nên cái chuyện máy to hay máy nhỏ nó cũng không quá ảnh hưởng nhiều cho tới cái việc làm video của bạn. Còn lúc mà bạn ra đường thì bạn chỉ cần xài cái lens kit của con M6 là ok rồi. Và vì cả ba con máy này á đều có chức năng cực khủng nhưng giá lại khá là mềm nên cục pin của nó không được to cho lắm. Có gì lúc mà bạn mua thì bạn nhớ mua thêm một hoặc hai cục pin nữa để có thể xài được thoải mái hơn. Để mà nói thẳng ra luôn á thì cả ba con máy này đều là một cái sự lựa chọn cực kỳ tốt để làm video. Thậm chí là nếu như mình có nhắm mắt lại và mình chọn đại một con thì mình cũng sẽ cảm thấy cực kỳ hài lòng với nó. Bởi vậy, bớt coi review lại, chọn đại một cái đi rồi sau đó bắt đầu nhảy vô làm video thôi. Nhưng trước khi các bạn mua máy, các bạn cần phải đảm bảo là bạn có thực sự cần thiết một cái máy hay không, các bạn có đi lâu dài với nó được hay không. Thì cái video này sẽ giúp cho bạn nhận ra đâu là thứ quan trọng nhất trước khi bạn bắt đầu một cái kênh YouTube nghiêm túc. Nhớ coi nha. Bye.